lớp 2 đó, nữa cái đầu quỳnh á. Ông ngắn này mà cô cắt ở trên tóc thiệt, cô cắt khoảng 10 khúc là xong cái nay dán tóc này. Rồi xong cái nét tóc này. Là cho mấy bạn nó chảy rồi. Rồi cô sửa nét, sửa tiếp khoảng 20 phút. Cắt thì 1 phút. Sửa nét thì ra 1 phút và tiếp. Mình cũng sẽ bắt, nhưng mà bắt này nhỏ hơn chút kia, bình bằng. Độ dày khoảng tầm 1 phân. Gắn vô. Nè, lấy cái lượt này là này, này, chia xong mình quay cái lượt lại nè. Chở gì phía trước, cắt tóc gì phía trước. Ok. Này cũng vậy. Tóc gì phía trước. Ok. Rồi. Mấy em lấy chỉnh ở đâu? Để cắt lên. Cái chỉnh đâu? Cái chỉnh này ở đâu? Cô nè, cô ta đang hỏi em đó. Thấy chỉnh của cái lớp, kế cái lớp bước thứ hai. Thấy cô chỉnh kế cái phần này là kế đây là đúng không? Có cần lấy chỉnh dưới này không? Ừ, nhớ nha. Rồi trải. Cái này là cái cách cái kiểu đó là thấy có từng không? Nhưng mà mình có cắt từng nhẹ. Tại vì mấy tóc này em phải làm nhẹ gọn một chút nó mới có đũa. Đây, trải nha. Theo góc độ nha. Vuông góc với mặt đất 90 đúng không? Thằng chỉnh nè. Chỉnh chưa? Đây. Đây, trải song song nè. Nhìn cái lượt này nha. Nhìn ra góc độ cũng lầm. À, thấy chỉnh này góc độ 45 thì kéo nó làm sao nó cũng xéo luôn, xéo ra để làm gì, chân nó dài nhớ kiểu nè, không có xéo vô nha, đi sởn luôn của người ta. Bỏ xuống nè, các em thấy tình không? Không thấy tình gì đâu, nhưng mà xịn nó rất lỏ hiểu chưa, nhưng mà rất nó có tình nè, rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ. Đó, lớp này sẽ làm chỉnh. Rồi, lớp kế tiếp chia xéo. Đó, theo nó thẳng luôn. Chia theo kiểu mà nếu mà trâu lại với nhau là dấu ớt. Nha. Đây. Đó, chia xéo nè. Rồi, lấy chỉnh mới cắt nè. Đó. Lại ra coi coi có dư khúc nào không, dư lần nãy mình chi sâu xuống chút nữa. Cũng được, chi xéo luôn nè. Chi xéo rõ ràng, mấy em thấy rõ đường chi xéo của cô không? Rõ nha. Thế đừng có chi vậy nha. Và cô có khi kêu chi xéo. À. Đó. Này ngang hơi xéo. Đúng không? Cắt vậy là ca khác nữa đó nha. À, xéo là xéo luôn. Ok. Rồi. Phía dưới này cắt chưa? Cắt rồi. Thấy chỉnh không? Thấy chỉnh ở đâu? Chỉnh lớp kế tiếp. Ở trên này, chứ không qua lấy dưới đây nha. Nè. Lấy lớp trên này. Chứ không có lấy lớp ở dưới này. Kẻo khi mà chia ra xong vậy nè. Ồ, cô có kêu lấy chỉnh dưới này. Hả, thay vì phải cắt có chút xíu này là dứt luôn thằng này luôn. Bò ra ngoài đây dứt luôn. Vậy là sai nha. Trải ra. Hạ nè. 45 độ. Thay vì là 90 độ nằm đây. Đúng chưa? Hả? Theo đường chia nha. Độ theo đường chia. À đây 90 độ. Vậy đây đúng 45 độ chưa? Cái này dưới đây nè, nâng lên. Hạ xuống. Hạ xuống. Đúng chưa? Cũng làm được. Mới cắt tốc độ như hả? Cái đầu tiên á. Cái lớp đầu tiên này nè. 90. Ủa tôi nhớ 90 là vỡ đầu ngược ra từ 45 mà.
Nè, trải ra là 90 độ vuông đó, tới cái chỉnh, đúng không? Trải ra 45, đúng chưa? Nghe tâm dáng nè, nó dài nè, đúng chưa? Là góc độ 45, tới đây góc độ cũng 45 độ. Đó, theo đường kia nha. Đây, thấy cái này nó ngang hay nó vòng cung? Vòng cung, nhấp lên vòng cung. Đường chia cái gì nè, cái chỉnh nó làm sao được cắt theo vậy, cắt đúng tự nhiên rồi, tự động nè, thơm luôn, thấy chưa? Đó, tiếp lớp kế tiếp phải làm chỉnh con lớp kế tiếp. Đây là hai gì mấy, ba gì mấy, hai gì một, ba gì hai. Ta kéo gì đây mà gõ gàng mà, đúng không? Còn như 2 x 2 là con phải bắt vậy nè, đúng chưa? Nghĩa là nè, 2 về 1, 3 x 2 là phía trước nó phải sao? Dài hơn phía sau. Nhớ kỹ là điều đó, đúng không? Thì nói làm sao, ta nói xong. Ta nói lại, nhớ chưa? 2 x 1, 3 x 2. Nè, 3 x 2 nè, cái gõ gàng 3 x 2 à. Đó, lớp này coi. Em kéo nè, 3 x 2 tự động nó ra 45 độ. Đúng chưa? Nè, đúng chưa? 3 x 2 theo đường kia. Đó, thấy chỉnh dưới này nè. Ở đây nó ngang nè, rõ ràng không? Nó ngang. Ừ, cắt cho nó ngang luôn. Nè, lấy cái lược coi, di chuyển theo nè, cái chỉnh nè, cái đây xéo, cắt cho nó xéo, di chuyển cái nữa, đó, có gần không? Cắt theo cái chuẩn bỏ xuống, đó, có mắt gì không? Có mắt gì không? Ừ, nó phồng lên không? Nè, nó chưa cắt nè, cắt nè. Có mấy cộng mà tự động thấy sao? Cộng. Ừ. Tiếp. 4 gì 3. Xéo luôn nè, tới đây nè, rõ ràng không? Xéo là xéo luôn. Ừ. Đó. Tiếp tục. Ừ. 4 gì 3, kéo. Ừ. Đó. Cái này nè. Rồi quá, cắt nó ngang theo luôn. Rồi di chuyển nè, nhìn nè, lượt móc nè, thấy không? Buông ra nè, thay vì móc thì nó sẽ rớt, nhít nhẹ ta lại cái, thấy không? Lật cái ta lại, kéo ra, dở lên nè, lật ngược lên, dở lên, thấy không? Lấy cái tay kéo tới cái chỉnh ngưng chắc chưa? Rồi nè, làm nhanh hơn chút xíu nè. Nó bám nào, nghe cái được video nó không có bám. Nó bây giờ nè, cái nào phải dài ra nè, khi mình cắt xong mình bỏ xuống nó ngon, nó dài ra con coi chừng nó bị dưng nha. Đó, thấy không? Rồi tiếp xích dần ra cái tay, tới đây là nó ngang luôn rồi nè, nãy góc độ nhiêu ạ? Cái này là ở đây là hạ xuống không độ cho cô. Lớp này nè, lớp cuối cùng hạ xuống không độ, cắt theo chán kìa, đi ra phía trước tự động. Thấy các con chưa? Cắt gì biết sao? Đó, nhìn vô tưởng như có cần không? Thấy không? Nhẹ nhàng tóc tự động hơn, nè tóc như cắt nè. Đó, thấy sao? Đó nha, tiếp. Nước ra.